Hạch ẩm E-Slim là một trong những sản phẩm hỗ trợ giảm cân đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ collagen thủy phân chiết xuất cá tuyết Na Uy. Công nghệ thủy phân hiện đại nhất hiện nay giúp chiết cách collagen từ da các động vật, đặc biệt từ da cá biển sâu như cá tuyết, cá hồi, thành collagen peptide mang lại hiệu quả nhanh chóng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP toàn bộ quá trình sản xuất từ nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm duyệt kỹ càng với vườn dược liệu sạch, trải qua sơ chế và đưa vào dây chuyền khép kín, loại bỏ hoàn toàn tạp chất có hại, chỉ giữ lại những dược tính có lợi cho cơ thể. Sản phẩm mang đến hiệu quả cao cho quá trình giảm cân, đặc biệt giảm mỡ vùng eo, vùng bụng, bắp tay và vùng đùi. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về thạch giảm cân ẩm slim Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như: Review thạch giảm cân ẩm E-Slim hiệu quả nhanh không, có an toàn không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Thạch giảm cân ẩm E-Slim đã được chuyên gia đánh giá cao vì ứng dụng thành công công nghệ collagen thủy phân. Loại collagen này có lượng dưỡng chất tập trung cao, rất tinh khiết với phân tử nhỏ bằng 1/60 collagen thông thường nhưng lại có cấu trúc tương đồng với da người cơ chế hoạt động của sản phẩm thạch giảm cân ẩm e slim là tác động trực tiếp vào các mô mỡ đặc biệt những phần mỡ lâu năm rất khó để giảm cân theo các phương pháp thông thường sẽ được làm mềm đốt cháy và chuyển hóa mỡ thành năng lượng chính vì vậy trong quá trình sử dụng thạch ẩm e slim người dùng sẽ thấy các mô mỡ mềm ra sau đó là giảm cân nhưng vẫn săn chắc thôn gọn chứ không bị chảy xệ trùng nhão vì nguyên lý của thạch ẩm e slim là giảm mỡ chứ không giảm nước sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại Tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP, toàn bộ quá trình sản xuất từ nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm duyệt kỹ càng với vườn dược liệu sạch. Trải qua sơ chế và đưa vào dây chuyền khép kín, loại bỏ hoàn toàn tạp chất có hại, chỉ giữ lại những dược tính có lợi cho cơ thể. Sản phẩm mang đến hiệu quả cao cho quá trình giảm cân, đặc biệt giảm mỡ vùng eo, vùng bụng, bắp tay và vùng đùi. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng 4 gói ngày, ăn 1-2 gói lần. Ăn trước khi ăn 30 phút và trước khi đi ngủ lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được thạch giảm cân ẩm islim e chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của thạch giảm cân ẩm e slim để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết lưu ý sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người